mặc dù anh vừa bước chân vào đây thì cảm giác thật là choáng ngợp, tại vì không ngờ là đây là một cái trung tâm thẩm mỹ mà xây dựng là quá hoành tráng, rất là đẹp và là sang trọng và lại có khung thẩm mỹ. Như vậy thì tôi tin rằng là mỗi một vị khách đến đây sẽ tạo cho mình cái cảm giác rất là yên tâm và chắc chắn là sẽ rất là hài lòng khi mà được sử dụng tất cả các cái dịch vụ ở đây. Nói hơn là anh xin gửi một chút đến trung tâm thẩm mỹ Mai cũng như là chị Hương Mai, hai chuyên đại hợp pháp, và sẽ luôn luôn thành công hơn nữa trên con đường làm đẹp cho tất cả anh chị em.